Thưa quý vị, trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí môi trường có vai trò quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn, tạo mỹ quan nông thôn xanh sạch đẹp. Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình giai đoạn 2021-2025, các đơn vị chuyên môn địa phương đã tập trung đẩy mạnh thực hiện việc hướng dẫn công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống, xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm chính trị cao, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bằng nỗ lực phấn đấu, điều hành quyết liệt và năng động của Đảng bộ, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã có 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. Trong đó đã có trên 67% xã đạt tiêu chí 17, môi trường và an toàn thực phẩm. Tổng số 207 điểm thu gom rác thải, trên 30.000 công trình vệ sinh hộ gia đình. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,8%. Bước vào giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên xây dựng mục tiêu quyết tâm 100% xã đạt nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. Theo đó, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới đều được nâng lên so với giai đoạn trước. Cụ thể như tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn trên hoặc bằng 30%, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường trên hoặc bằng 90%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom xử lý theo quy định trên hoặc bằng 70%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên hoặc bằng 30%. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định trên hoặc bằng 30%. Chúng tôi có các cái mô hình mà đã thực hiện cũng rất là tốt, đó là cái việc mà phân loại rác tại nguồn thì không phải là riêng đối với rác thải sinh hoạt. Phải phân làm 3 loại, tỷ lệ rác hữu cơ riêng, tỷ lệ rác tái chế, có khả năng tái chế là nhựa, kim loại và các cái giấy mà có thể tái chế, tái sử dụng. Thì chỉ còn một cái lượng nhỏ mà chất thải còn lại. Thì như vậy là đối với lại cái mô hình mà hiện nay chúng tôi đang thực hiện, đạt được cái nông thôn mới kiểu mẫu rất là tuyệt vời. Và chúng tôi làm thì cộng đồng dân cư, mỗi một người dân là một như một cảnh sát môi trường viên. Họ có một cái mô hình tự quản rất tốt và có sự tham gia của các cái đoàn thể, cơ quan hội, ví dụ hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc, hội nông dân, rồi hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Mỗi một người dân sẽ là một chủ thể để bảo vệ môi trường. Để giải quyết vấn đề này, năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025, phối hợp đánh giá, xác nhận mức đạt chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới cho 15 xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2021. Được chuyên gia từ Tổng cục Môi trường tập huấn hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ thuộc Tổ công tác nông thôn mới của Sở Tài nguyên Môi trường và các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022. Tham gia kiểm tra đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, triển khai mô hình ủ rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, tổ chức làm việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí môi trường, chất lượng môi trường sống cho 11 xã nông thôn mới, 9 xã nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đăng ký về đích năm 2022, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Điểm đầu tiên mà người dân vào cuộc tức là cái việc thu gom. Việc thứ hai là giữ gìn vệ sinh và tạo dựng cảnh quan môi trường nông thôn. Cái thứ ba nữa là đóng góp những cái khoản chi phí để mà theo đúng cái nguyên tắc của luật, tức là người mà có phát sinh chất thải thì sẽ chịu trách nhiệm cho cái việc xử lý chất thải. Thế thì đóng góp chi phí ở đây, hộ gia đình cũng phải đóng góp một cái chi phí cho việc xử lý chất thải một cách công bằng. Tính theo lượng chất thải phát sinh và các cơ sở sản xuất kinh doanh là phải đóng góp các cái chi phí. Và hiện nay thì chúng tôi khuyến khích hình thành những cái mô hình cộng đồng tự quản thu gom và xử lý chất thải và các cái mô hình mà áp dụng kinh tế tuần hoàn, tức là tận thu, tái chế, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, rác thải nhựa cũng như các cái loại chất thải phát sinh.
được tập huấn lý thuyết và trực tiếp hướng dẫn thực hiện các bước quy trình phân loại rác. Hội viên phụ nữ xóm Thầm Kẻ, xã Bình Yên, huyện Định Hóa đã áp dụng tại gia đình và khu dân cư, qua đó góp phần trong việc phân loại xử lý rác thải tại nguồn. Qua triển khai tập huấn, xã Bình Yên phấn đấu có trên 30% số hộ gia đình trên địa bàn xã có mô hình phân loại rác thải tại nguồn, tập trung xử lý rác thải hữu cơ tại các cụm dân cư, thu gom tối đa chất thải nhựa, rác thải điện tử, một số chất thải nguy hại. Qua quá trình triển khai, đến nay Bình Yên và 4 xã trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2022 đã hoàn thành chỉ tiêu 17.11. Được tập huấn tại cơ sở về cái phân loại rác thải tại nguồn tại gia đình thì tôi thấy cái việc này là dễ làm, mà ở cơ sở chúng tôi là cũng đã triển khai phân loại rác nhưng mà chưa đi vào được cụ thể, bởi vì là bây giờ thì từ hôm nay trở đi mà chúng tôi được học phân loại rác tại nguồn như này mà có men vi sinh mà phân loại để mà ủ này thì chúng tôi nghĩ là thiết nghĩ rằng là trong cái chi hội mà trong cái xóm tôi là sẽ thực hiện được. Đối với Bình Yên là năm 2022 sẽ về đích nông thôn mới. Cái tiêu chí môi trường là một cái tiêu chí cái khó, thì cần cái sự đồng thuận của người dân cao đối với cái tiêu chí này, nhất là tiêu chí phân loại rác thải tại nguồn với tiêu chí 17.11. Thì qua buổi tập huấn, chuyên gia của Viện Nông nghiệp Việt Nam lên truyền đạt những cái kiến thức cho người dân một cách là rất là dễ hiểu và dễ làm. Tất cả người dân trên địa bàn xã Bình Yên sẽ phân loại rác thải một cách là triệt để và sẽ biến cái rác thải hữu cơ ủ thành phân bón cho cây trồng. Thực hiện quyết định của tỉnh, hướng dẫn của ngành tài nguyên môi trường, huyện Phú Bình và các tổ chức đoàn thể cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng môi trường xanh sạch đẹp từ nhà ra ngoài ngõ xóm. Theo đánh giá đến nay, Phú Bình đã cơ bản đạt chuẩn về môi trường của huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí môi trường vẫn tiếp tục được địa phương này quan tâm đẩy mạnh. Rác này như là cái cây củ quả mà để nó thối thì tôi để vào cái rác này, thế còn cái rác mà nó không thể thối được thì tôi lại đem ra ngoài để phân loại nó ra. Người dân cũng đã đồng bộ đồng loạt là đào các cái hố để xử lý, rồi để chủ động là mua các thiết bị phân loại. Có thể nói là cái tinh thần của người dân cũng đã nâng lên một bước trong cái vấn đề xây dựng nông thôn mới. Từ những nỗ lực trong triển khai tiêu chí số 17 của ngành môi trường đã đóng góp thiết thực vào kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh có 109 trên 137 xã, chiếm hơn 79%, trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 63 xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân toàn tỉnh đạt 17,87 tiêu chí một xã. Dự kiến năm 2022 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình triển khai, thực hiện này theo đúng kế hoạch, lộ trình, thì hiện nay là các địa phương này cũng đang tập trung dồn nguồn lực, dồn chỉ đạo một cách quyết liệt để làm sao mà hoàn thành được các chỉ tiêu, tiêu chí để cố gắng phấn đấu đến hết năm 2022 này sẽ đạt được những cái mức mà như kế hoạch đã đề ra. Thế và chính vì do đó mà trong cái thời gian còn rất ngắn như vậy thì đòi hỏi cái sự chỉ đạo quyết liệt và có cái lộ trình theo ngày, theo tuần, theo tháng để mà kiểm soát được cái tiến độ thực hiện. Có như vậy thì có thể chúng ta mới cơ bản hoàn thành được cái mục tiêu đề ra là huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng để Thái Nguyên nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân địa phương, tạo ra những vùng quê trù phú, an lành, miền quê đáng sống.